Cô Công Văn Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 26 tháng 10. Em xin gửi đến mọi người một số con mấy câu và cần câu bãi nhật. Và shop em là bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc ha. Lô này có 22 mã hàng. Đầu tiên sẽ giới thiệu mã 1 là một cặp máy câu. Cặp máy này là máy Trung Quốc nhưng mà cối là cối kim loại nha mọi người. Gồm có một con này là Wisender. Con này là DX300, nặng là 260g. Size con máy này thì tầm khoảng 2000 mọi người. 0.3 là vào 100m nè, size tầm 2000 ha. Mobin thì mình đổi mobin là mobin sống và mình xài được hai tay ha, trái phải luôn. Cấu kim loại. Máy thì cũng còn ok nha mọi người, hoạt động mượt mà, nặng 260g. Có hai bạc đạn. Và con máy này là con máy Suzumi Made in China. Cước số 3 là vào 160m ha. Cân này size tầm khoảng 3000. Ratio 5.1.1, cấu kim loại. Hoạt động cũng còn mượt. Có thắng ABS. Cấu sống ha. Con này nặng 260g. Mã số 1 giá 300.000 một cặp. Mã số 2 là một con máy Alpha. Con máy này thì tay quay là tay quay đổi nhưng mà cái phần nắp chụp ở đây thì nó bị rớt nha mọi người. Này, đổi tay trái phải. Thân máy thì có hơi cũ theo thời gian ha mọi người. Đó, có hơi cũ theo thời gian ha. Mã số 2 nè. Tay cầm của nó là bằng kim loại, nó màu gold rất đẹp ha. Núm tay quay cũng rất là đẹp. Và con máy này thì nó có thắng ABS nha mọi người. Đây, thắng ABS ha. Đổi tay trái phải. Ratio 4.5.1, cối kim loại. Con này size phải cước số 6 là 240m, số 8 là 180m. Size tầm 7-8 ngàn. To. Bạo lực. Nặng 720g, mã 2 giá 450.000, phi ship. Tiếp theo là mã 3, là một con máy Tactic Enjoy. Cái mạc này nó bị rớt nè mọi người. Con này của Trung Quốc hay sao mọi người, trên máy không có để nước ha. Ratio 4.5.1. Size con này phải 7-8 ngàn. Lino là số 8 là 210, số 10 175, 12 130. Cối của nó là cối sống nha mọi người, mô bin sống ha. Tay quay mình xài được hai tay. Số 3 nặng 580g, giá là 300.000. Tay quay đổi ha. Mô bin sống luôn. Mã số 3. Nặng 580g, giá 300. Mã 3 nặng 580g, giá là 300. Tiếp theo là mã 4 ạ, là một con máy rất là đẹp của hãng Shimano Mix GL-S 4000, size thực phải 7-8 ngàn. Còn đẹp nha mọi người, ở đây nó bị trầy sơ thôi. Có tróc sơ thôi nha mọi người. Sơn còn đẹp và cối còn đẹp ha, cối sáng bóng. Cối gold sáng bóng luôn. Tay quay mình xài được hai tay luôn. Mã số 4 nặng 620g, giá 600.000. Cối còn bóng đẹp ha. Con máy Nhật. Mã số 4 600. Tiếp theo là mã số 5, là sẽ là một cặp máy câu của Trung Quốc. Và gồm có một con này là con
2.000 nha mọi người, cước 3 nè. Cước 3 là vào được bao nhiêu em quên. Số 3 là 125. Số 4 là 100 ha. Ratio 5.0.1, CO-10 ha. Bromarine nặng 200g và cối là cối sống ha. Nặng 200g. Và con này Fancy Spin, cước số 3 vào trong 150m, cước số 4 là 100m, size 3.000 của hãng Romarin, Trung Quốc sản xuất. Hoạt động thì còn ok nha mọi người. Con này cũng còn đẹp, cước trong máy cũng còn mới ha. Con máy này nặng là 280g, mã 5 200.000 ạ, phi ship mã 5 200. Tiếp theo là mã 6 ạ. Là một con máy Okuma. Ratio 5.0.1, cấu kim loại. Safina 1500, cước 1.5 là vào 130m ha mọi người. Size con này là size cũng tầm 1.500-2.000. Nặng là 260g, mã số 6 ha. Giá là 250, con này của Trung Quốc sản xuất. Rất mượt, dòng Okuma này thì xài rất là tốt ha mọi người. Và nó có thắng ABS luôn. Rất mượt, êm, rất êm và mượt nha mọi người. Đó, Okuma. Tay quay đổi mô pin sống. Mã số 6, giá 250.000, free ship. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu một số cây cần câu. Mã 7 là một cây cần siêu star, ISO khoan nhỏ ha. Bát Fuji FS6 dài 2m4, thì cây này em đo là còn 2m2, bị hụt ngọn, đọt số 2, tem vàng xuất nhập. Khoan Fuji có 5 khoan. Ngọn của cần này là 1.5 ly, nặng là 80g. Đọt của nó là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp và nó có 3 lóng ha. Cân nặng là 80g và thu gọn 87cm, mã 7 giá 260.000. Tiếp theo là mã 8 ạ, là một cây cần 3 khúc 3m, khoan bát đều là của Fuji. Dài 3m, độ cứng là 30, high quality carbon rod ha. Đọt 2.6 ly, nặng 320g. Độ cứng là 30, mã số 8. Phôi nó là phôi carbon trơn như thế này. Giá 320.000, mã 8 ha mọi người, nặng là nặng là 320g, giá 460.000 nha mọi người. Mã số 8 ha, giá 460, dài 3m. Mã 8. Tiếp theo mã 9 cũng là một cây 3 khúc của hãng Suyumi. Bát của nó là bát hãng Suyumi, khoan là khoan Fuji. Cây này được sản xuất tại Trung Quốc. Dài 3m, độ cứng 50. 3 khúc. Phôi cần thì cũng có hơi cũ theo thời gian ha mọi người. Đọt 2.4 ly, nặng 440g. Cứng 50. Mã số 9, giá là 460.000, phi ship ha. Mã 10 là một cây Heiji. Dài là 1m8 nha mọi người, 1m8 nè, 2 khúc, bát Fuji FS6. Độ cứng 15. Của hãng Suyumi, Trung Quốc sản xuất, khoan bát Fuji. Đọt 1 ly, nặng 120g, mã 10. Giá cây này là 310.000. Cứng 15. Heiji bè, mã 10, 310.000. 11 là một cây lưu 2 khúc, tay cầm là cán gỗ bằng. Ở phần cái đít này nó có cái miếng chụp ở đây một xíu mà nó bị rớt á mọi người. Bát hãng ha. Cây này mình xài cho máy đứng ha. Khoan là khoan Fuji, chân gold nha mọi người. Chân nó là chân Fuji gold nè, lòng đá sứ. Dòng là đà lòng đá sứ Fuji thôi, không phải đá sứ xích. Đọt 1 ly 9 nha mọi người. Dài là 1m68, độ cứng ăn L. Lưu là 1/8 đến 1/4 OZ, like là 6-10 là B. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc, tem vàng xuất Nhật, nặng 90g, mã 11. Cây này giá 380.000. Tiếp theo là mã 12,
là một cây cần hai khúc lu của hãng Alpha. Có bát là bát hãng, tay cầm là cán gỗ bằng. Và ở đây thì tay cầm nó chưa có bóc ni lông luôn, khoan là khoan Fuji. Ngọn là 2 ly ạ. Lai là từ 4 cho tới 12 LB, lu là 2 cho tới 12 gram. Made in China, Lucky Sunday. Khoan là khoan Fuji. Ngọn 2 ly, cân nặng 100 gram, mã số 12 là giá 350.000 phi ship ha. 13 là một cây lưu 2 khúc. Tay cầm là mút, bát là bát hãng ha mọi người. Cần dùng cho máy đứng ạ. Tsuyumi tem xuất Nhật. Trix One 2 khúc, lưu là 3 trên 16 đến 1 trên 2 OZ, line là 4 cho tới 8 LB. Khoen Fuji. Cần màu xanh và cũng có hơi chảy xước ha. Ngọn là một ly chiến nặng 140 gram, cây lưu 2 khúc mã 13 giá 350 phi ship. 14 là một cây lưu 2 khúc dài 2m4, dài 2m4, bát là bát Fuji của Trung Quốc sản xuất ha mọi người. Lai là 6 cho tới 10 LB, lưu là 5 cho tới 21 gram. Solis One của hãng CDC, chất liệu là carbon trơn. Khoan là khoan Fuji, khoan bát đều là của hãng Fuji hết nha mọi người. Ngọn cần 2 ly nặng 160 gram, mã 14 ha, giá là 5 triệu. Ôi trời ơi, cái này nó bị gãy đây rồi mọi người ơi, nó bị gãy sự cố đây rồi ha, em bỏ ra nha mọi người. Mã số 14 ha, bỏ 14 ra. Tiếp theo là mã số 15 ạ, là một cây cần 2 khúc dạng cắm gốc của hãng Si. Phần tay cầm ở đây là nó có quấn chỉ ha. Bát là bát Si. Khoen là khoen Fuji và cái khoen ngay cái phần khoen đầu tiên của nó là nó cái chân khoen nó hơi xấu nha mọi người, về mình có thời gian mình đi lại giúp em nha. Đây, cái chân khoen này là nó có đi keo hơi xấu ha. Đó, khoen Fuji hết nha mọi người. Độ cứng cây này chắc tầm khoảng 80. Nó là dạng cắm gốc ha. Hai khúc cắm gốc như thế này. Cứng tầm 80, dài 1,5 m và đọt 2,4 ly, nặng 260 gram. Cần Si, mã số 15, 450. 16 ạ. 16 là cây Si nữa nha mọi người, của Hàn Quốc sản xuất, dài 1,8 m nè, tem xuất Nhật. Bát là bát Fuji. Cây này thì còn đẹp và dạng cắm gốc luôn, dàn khoan thì còn đẹp mà mọi người. Cây này thì độ cứng cũng tầm 80 á mọi người. Tầm 50-80 ha, 50-80. Và đọt của cần này là 2,7 ly, nặng 280 gram. Mã 16 ạ, phôi nó là phôi carbon trơn, giá 550. 17 là một cây lu 2 khúc của hãng Si. Bát dòng bát quan nha mọi người. Cần này là mình xài mấy ngang ha. Tem xuất Nhật. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc, có code NO 31725. Khoan là khoan Fuji. Lai là 6 cho tới 14 LB, lưu là 5 cho tới 18 gram. 1,68 m, cây này dài 1,68 m, có code NO. Còn đẹp lắm mọi người, cây này phơi thì còn đẹp. Đọt 1 ly 6 nặng 100 gram nha. Xài mấy ngang, mã 17, giá 450.000 phi ship, mã 17 ha mọi người. Tiếp theo là mã 18, một cây carbon nữa nha mọi người. Cây này là cây 3 m. Độ cứng là 15. Made in China. Dòng này là của hãng WEZZ, bát Fuji FS6 ha. Misty súp, súp lỡ, khoan là khoan Fuji. Cứng 15. Khoan Fuji đá sứ, có 4 khoan. Ngọn cần 1 ly 7 nặng 160 gram, mã 18 ạ. Cây này giá 350.000 nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, tất cả có 3 lóng ha. Mã 18, 350 ạ.
Rồi từ số 19 trở đi là fit nha mọi người. Nãy giờ em giới thiệu là carbon, bây giờ tới fit cho mình tham khảo. Mã 19 là một cặp cần bè dài 1m8 và 2m1. Cái này 1m8, bát Fuji FS6. Khoen của nó thì khoen ở bên dưới là Fuji, còn phía trên thì dạng khoen không có lồng sứ như thế này. Đọt tháp, đọt 1 ly và nặng 120g. Độ cứng tầm 10-15. Và cây này 2m1 của Daiwa, hàng nội địa Nhật, bát Fuji, xích. Phần tay cầm nó là gỗ như thế này. Khoen là khoen đá sứ Fuji, đọt tháp luôn. Và cây này thì ngọn của nó là 1 ly 6, nặng 210g. Cứng tầm 20. Rồi cây này là, cặp này là một cặp số 19 nha mọi người. Cặp phíp giá là 300.000, 2m1, 1m8. Tiếp theo là một cây cần sưu tầm. Dòng gì đây? Giga Bla. Cần này thì cái máy câu của nó là dạng máy gì đây em quên rồi, máy hụt diệt ha. Cây cầm cán súng như thế này. Ở đây thì nó có 3 khúc lần mọi người, có phần tay cầm ở đây thì mình có thể có một khúc ở đây nữa nè. Đó, nó có 3 cái phần tay cầm riêng ha, còn lại có 2 lóng nữa. Và độ dài của nó là 1m1,5 á mọi người, 1m1,5 ha. Chất liệu là phíp. Chất liệu là phíp Hàn Quốc sản xuất nha mọi người. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Khoen là khoen Fuji ha. Cần này mình lưu cũng được. Độ cứng em coi thôi. Cứng chắc tầm ML. Ngọn là 2 ly 4, nặng 340g, nhưng mà lưu thì sợ hơi nặng. Rồi thì cây cần này là cây cần số 20, giá 200.000 nha mọi người, free ship. 21 là một cặp cần ISO. Rồi một cây ISO khoan nhỏ và một cây xích. ISO khoan nhỏ 3m3, bát hãng ha. Đọt 1 ly 2 của hãng OGK, nặng 180g, khoan là khoan đá sứ nha thế này. 6 lóng. Và cây này 3m6, bát hãng 3m6, Subcast Hibiki, khoen đá sứ. Ngọn 2 ly 6, nặng 300g, 4 lóng. Mã 21 350 nha mọi người. Mã 21 350 free ship. Mã 22 sẽ là một cây 2 khúc. Cây này là dài 2m1. Cây cầm là bằng gỗ bát vặn ha. Khoen là khoen Fuji của hãng Olympic, có hơi chảy xước. Một đọt mềm và một đọt cứng. Một đọt 1 ly 8. 1 ly 8 thì độ cứng của nó là tầm 30. Và một đọt là 3 ly 8 là độ cứng này là tầm 80. Và cân nặng của một ngọn và một gốc là 280g. Mã 22, cây này giá 280.000 nha mọi người, free ship ha. Rồi thì nãy giờ em giới thiệu đến mọi người là một số con máy câu và cần. Mọi người yêu thích mã nào nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.